Dạ vâng em Tùng, chào anh em. Thì hôm nay em lên cho anh em xem một vài sản phẩm của Mỹ về xài lướt và có mới luôn. Thì nó là 18V và không chỗ than. Thì những anh em có pin và sạc rồi thì mình sẽ mua thân máy về mình cày công trình. Và cái này những anh em quan tâm thì liên hệ 0962 232 180. Em Tùng có ship code tới nhà cho anh em xem, với điều kiện anh em cọc qua tài khoản 100 ngàn em sẽ ship tới và anh em xem hàng và kiểm tra hàng rồi thanh toán tiếp. Còn anh em không có muốn lấy hàng thì cho nó hoàn về, phí 100 ngàn đó gọi là phí vận chuyển. Rồi em cảm ơn anh em không có ship code không nha anh em. Rồi đầu tiên thì cái máy 18V của Milwaukee, nó hai chức năng thì mã của nó là 2801. 2801 từ Mỹ về, có chứng nhận UL, và cái đầu này là đầu sắt 13 ly và kẹp autolock. Và nó là không chổi than. Rồi cái body này giá của nó là 1,8 triệu body nha anh em. 2801 mã Mỹ và cái chứng nhận UL. Rồi cảm ơn anh em một em. Rồi tới em thứ hai là cái máy vặn vít, cái này mới, máy vặn vít của hãng Milwaukee, mã của nó là 2850. 2850 và cái chứng nhận UL. Thì lực của nó là 190 Newton, và tốc độ của nó là từ 0 đến 2000. Cho em xem lại. Từ 0 đến 3400 vòng trên phút. Cái này thì bánh tôn nó rất là tuyệt vời ha. Rồi, giá body của nó là 1,8 triệu. Cảm ơn anh em. Rồi tiếp là một cái body của Milwaukee cũng từ Mỹ về. Mã của nó là 2701. Nó đầu kẹp cũng autolock 13 ly, đầu sắt lắp 13 ly. Thì cái kiểu này nó gọn nhẹ nha anh em. Cũng 13 ly. Và thân máy này chỉ có một thân máy thôi, giá của nó là 1 triệu 7 và họ không chỗ than. Rất là mạnh, không chỗ than. Rồi thân máy này giá 1,7 triệu, cho những anh em nào mà làm nhôm chính này, gia đình rồi thoải mái luôn và đi cày công trình. Mã của nó là 2701, giá 1,7 triệu thân máy. Rồi cảm ơn anh em. Tiếp đến là một cái máy khoan ba chức năng hãng Milwaukee, mã của nó là 2902. Thì nó là khoan tường, giá em này là 2,1 triệu nha. Có ba chức năng, có búa luôn này, này có búa, còn hai cái kia không có búa, và giá em này là 2,1 triệu. Nó là không chổi than, đầu nó là lốc. Rồi giá của nó là 2,1 triệu. Rồi tiếp đến là một cái em 2902, giá nó là 2,2 triệu. Nó ba chức năng có búa luôn, con này new 2,2 triệu. Rồi tiếp đến là cái 2804, cái con này nó cũ và nó cao nhất hãng rồi nha anh em. Lực của nó là 225 Newton và giá nó là 1,8 triệu. Có điều chỉnh cấp độ và nó là không chỗ than. 1,8 triệu cái em này nha anh em. Đấy, 2853.
Rồi tiếp đến là cũng 2853. Ồ em này nó cũng dơ quá, chưa có lau chùi gì hết ha, dính bụi rồi tùm lum la. Và giá của này dính bụi nè anh em, và giá em này là 1,9 triệu nha anh em, dính bụi đây đó. Đấy lực của nó là 225 Newton, 1,9 triệu. Rồi tiếp đến là một thân máy cũng 2,9 triệu luôn. Đấy 1,9 triệu luôn, hai cái thân máy 1,9 triệu. Rồi ba, rồi tiếp đến là cây thứ ba, chỉ có ba cây thôi nha anh em. Rồi cây thứ ba là 3,2 triệu 9, 1,9 triệu chứ, sorry anh em, 1,9 triệu, 1,9 triệu, 1,9 triệu. Rồi tiếp đến là một cái cây cây cũng như mới luôn, như mới, giá của nó là 2,1 triệu, như mới, có dính một tí bụi dơ đây, giá 2,1 triệu nha anh em. Rồi em này 2,1 triệu, cảm ơn anh em. Rồi tiếp đến là một cái máy khoan 12V, bao gồm có một máy, một pin, một sạc, giá 2,1 triệu. Đầu sách Autolock luôn. Rồi tiếp đến là một cái thân máy của Miu, giá cũng 1,1 triệu. Thân máy này có chỗ than, giá 1,1 triệu, hàng new. Rồi anh em cứ chụp màn hình lại rồi gửi cho em ha. Lấy cây nào. Rồi tiếp đến là một cây 2804, cũng dính bụi bặm luôn ha, mình cũng chưa có lau chùi gì hết. Đấy dính bụi này. Rồi giá của nó là 2,2 triệu. Cao nhất hãng rồi nha anh em, 2,2 triệu cái body. Rồi tiếp đến là một cái body 2,2 triệu luôn, 2804, chỉ có hai body thôi nha anh em. Anh em nhanh tay liên hệ 0962232100. Em này mạnh nhất hãng rồi, 135 Newton. Rồi thì em sẽ gửi đến anh em là nó như vậy, tải dài ra để cho anh em khỏi phải kêu em chụp hình, tại vì một đống này không biết chụp cây nào cho anh em, thì mình sẽ lướt qua một chút xíu cho anh em khỏi phải kêu chụp hình ha. Rồi đây đây, giá em này 1,7 triệu, giá em này là 2,2 triệu, giá em này là 1,9 triệu, giá em này là 2,2 triệu, giá em này là 2,1 triệu, giá em này 1,8 triệu, giá em này giá em này 1,1 triệu. Đây rồi em này cực đẹp, giá của nó là 2,1 triệu. Rồi em này giá của nó là 2,2 triệu, 2804 nha anh em. Rồi combo này máy pin sạc 2,1 triệu. Rồi body này giá 1,8 triệu. Rồi em Tùng cảm ơn anh em đã quan tâm và theo dõi kênh của em. Thì những anh em quan tâm liên hệ 0962232180, thì em sẽ gửi đến anh em toàn bộ cái sản phẩm như thế. Thì anh em quan tâm liên hệ 0962 232 180. Em Tùng cảm ơn anh em.